Tôi là Hoàng Hữu Khải, đấy, ở Đồng Nai Gia Kiệm. Đấy. Thì tôi bị thoát vị đáy đệm. Tôi bị thoát vị đáy đệm cách đây khoảng cỡ chừng gần 3 tháng. Thì tôi có đi bệnh viện lớn Sài Gòn, bệnh viện ở Sài Gòn. Thì tôi có nhập viện 2 tuần lễ. Thì sau khi nhập viện với bệnh viện nó thì họ chụp MRI, họ làm các thủ tục kết thúc, là họ mổ. Thì họ bảo là tôi cái mổ cái tử vong rất cao, có tới 70%, chỉ có 30% hy vọng là sống thôi. Đấy, thì trong bệnh viện ấy họ cũng bán thuốc cho tôi, rồi bây giờ ông cụ về uống uống này, rồi ông cụ chờ thời gian thuốc nó ngấm rồi nó bình phục vào cái mổ sau. Thì sau khi tôi về một tuần lễ đau lắm, chịu không nổi. Tôi mới nghe tại giới thiệu ở bệnh viện Tâm Anh như này, họ chữa rất là khá. Thì tôi có thuê xe tôi xuống Tâm Anh. Thì cũng như những cái bệnh nhân khác, chú Khải mắc cái chứng thoái hóa cột sống, mà cụ thể là bệnh lý thoát vị đáy đệm, cột sống cột, cột sống thắt lưng, là những bệnh lý rất thường gặp ở những người lớn tuổi. Bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ rất là nặng, ảnh hưởng đến cái chuyện là tê yếu hai tay và đi lại khó khăn. Kèm thêm đó là thoát vị đáy đệm ở phần cột sống thắt lưng gây hẹp ống sống nặng, bệnh nhân tê hai chân và di chuyển rất là khó khăn. Thì những trường hợp như bệnh nhân Khải chúng tôi đã phẫu thuật rất là nhiều và đã thành công rất là nhiều. Tuy nhiên điều đặc biệt ở bệnh nhân Khải chính là cái tình trạng nội khoa bệnh nhân rất nặng, bệnh nhân rất lớn tuổi. Hiện tại bệnh nhân đã 79 tuổi và có tình trạng suy tim rất nặng. Để tiền sử bác có nhiều bệnh nội khoa đi kèm khác như là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận mãn, nhồi máu cơ tim đã được đặt stent mạch vành. Bây giờ cái chức năng tim của bác còn khoảng 30%. Bác đã đi ở một số bệnh viện trong thành phố, thì bệnh của bác về cái bệnh cột sống là bác có chỉ định mổ. Tuy nhiên là do có nhiều bệnh lý đi kèm, bác lớn tuổi cho nên là các bệnh viện sau khi mà hội chẩn này kia thì các bệnh viện người ta từ chối không có mổ, quyết định điều trị nội khoa. Nhưng mà bác thấy các cái triệu chứng của tê tay, tê chân, đau nhất do cái thoái hóa cột sống bác không có chịu đựng được. Nó đau lắm. Nói chung là khi nó bị rồi á, là hai cái chân của nó đau. Nó đau mà nó đau buốt luôn, đau không tưởng tượng được, đau không chịu nổi mà. Đấy. Thì chúng tôi đã tiến hành hội chẩn rất kỹ càng giữa ba cái khoa lớn. Thứ nhất là trung tâm chấn thương chỉnh hình, thứ hai là cái khoa gây mê hồi sức và thứ ba là trung tâm tim mạch để xác định có mổ được hay không. Và cuối cùng đã đưa được phương án phẫu thuật cho bệnh nhân. Chấp nhận các tình trạng nội khoa vậy và các bác sĩ tim mạch, các bác sĩ gây mê phải hỗ trợ hết sức cho cái ekip phẫu thuật để giúp cho ca mổ thành công. Thì khi mà nhập viện một tuần lễ là bác sĩ lên kế hoạch cho mổ này. Đấy là mổ giai đoạn đầu. Rồi đến khi giai đoạn thứ hai tôi nhập viện thì cũng một tuần sau mới mổ. Cũng phải một tuần lễ thủ tục giấy tờ, tuần sau là cuối tuần mổ này. Thì khi bác nhà vô bệnh viện thì bác uống rất là nhiều thuốc, có thuốc tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Thì để tiến hành cuộc mổ thuận lợi thì bác sĩ bên chấn thương chỉnh hình cột sống phải phối hợp với bác sĩ tim mạch, bác sĩ gây mê để mà mình cùng hội chẩn và đi đến cái việc là quyết định chọn lựa các cái thuốc phù hợp cho bác, chuẩn bị cho bác kỹ càng trước khi bước vào cuộc mổ. Bác đã được đặt stent mạch vành cho nên là bác phải uống thuốc chống kích thích tiểu cầu để ngừa cái huyết khối trong stent. Tuy nhiên nếu mà mình uống cái thuốc này thì khi mà phẫu thuật bệnh nhân rất là dễ bị chảy máu. Nhất là khi mình phẫu thuật thần kinh á, bệnh nhân mà nếu mà có cái biến chứng chảy máu xảy ra trong hoặc là sau mổ thì bệnh nhân có thể bị liệt, không có đi đứng lại được hoặc là có nhiều cái di chứng nặng nề về sau. Cho nên là chúng tôi quyết định hội chẩn là sẽ ngưng một cái thuốc chống kích thích tiểu cầu của bệnh nhân, chỉ duy trì một thuốc thôi. Ngưng thuốc trong một cái thời gian ngắn nhất có thể. Rồi đến cái ngày mổ thì khi mổ thì mình phối hợp với bác sĩ trên gây mê để theo dõi sát cái tình trạng tim mạch của bệnh nhân, của bác Khải.
Đầu tiên đặc biệt là quá trình khởi mê, đó là một cái giai đoạn rất là nặng nề. Bây giờ khi bệnh nhân chuyển từ cái trạng thái tỉnh sang một cái trạng thái khác, đó là bệnh nhân bắt đầu chuyển bước vô cái giai đoạn gây mê, thì thường những cái thuốc gây mê nó sẽ tác động làm ảnh hưởng đến sức co bóp cơ tim, làm giãn mạch thì nguy cơ tụt huyết áp rất là cao. Đặc biệt trên bệnh nhân này có bệnh lý nền là suy tim nữa. Về phương diện gây mê thì chúng tôi phải chuẩn bị một cái chiến lược để giúp cho bệnh nhân tránh được cái tình trạng tụt huyết áp trong quá trình gây mê phẫu thuật. Trên bệnh nhân này thì tôi cũng có một cái chiến lược rõ ràng, đó là trước khi khởi mê thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái phương tiện để hồi sức cho bệnh nhân, đó là đặt một cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Thứ hai là đặt một cái đường truyền ở động mạch để mà đo huyết áp động mạch xâm lấn. Bởi vì tôi đánh giá rằng với cái chức năng tim như vậy, khi tiến hành gây mê thì nguy cơ bệnh nhân tụt huyết áp và có khả năng ngưng tim rất là cao. Và thật sự ra các bạn thấy là phẫu thuật trên một cái bệnh nhân như vậy thì ngoài cái sự chính xác trong cái chuyên môn, có nghĩa là quá trình thao tác bắt huyết đến thay địa điểm đến giải phóng thần kinh làm rất chuẩn, thì vấn đề thời gian cũng đặt ra, có nghĩa là chúng tôi làm rất nhanh, làm rất gọn. Thường thì phẫu thuật nếu ở trên những bệnh nhân bình thường có thể kéo dài đến 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ để làm rất là kỹ. Tuy nhiên ở đây chúng tôi rút ngắn rất nhanh, còn khoảng toàn 1 tiếng đồng hồ thôi là giải quyết toàn bộ cái thôn thương tổn. Ngay cả ca phẫu thuật thứ nhất là ca phẫu thuật địa điểm cột sống cổ, đặt địa điểm cổ và bắt nẹp vít, chúng tôi làm cũng trong vòng chỉ 1 tiếng đồng hồ. Và ca mổ thứ hai là phẫu thuật bắt vít và cột sống thắt lưng thay địa điểm giải phóng thần kinh, thì chúng tôi cũng làm vỏn vẹn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đổ lại là xong hết. Bệnh nhân này được mổ 2 lần. Lần đầu tiên đó là bệnh nhân mổ một cái thoát vị địa điểm cổ đó, thì trên bệnh nhân này thì lần đầu mổ thì cũng tương đối thành công. Thì đến lần thứ hai đó là mổ thoát vị địa điểm cột sống lưng và lập cứng, thì sau khi đánh giá lại lần mổ thứ hai thì chức năng tim bệnh nhân còn thấp hơn cái lần trước nữa, chức năng thận cũng bắt đầu kém đi đó. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng tiến hành đặt một cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm, chuẩn bị sẵn cái thuốc trợ tim cho người bệnh. Bắt đầu khi khởi mê là chúng tôi đã gắn sẵn đường truyền rồi, thì mình tiên lượng được cái chuyện là bệnh nhân nguy cơ hạ huyết áp đó. Chính vì vậy mà khi bắt đầu tiến hành gây mê thì thật sự bên này rất là khó khăn. Khi vừa khởi mê thôi là huyết áp bệnh nhân tụt chỉ còn có 19mm thủy ngân thôi, thì song song với đó là tôi cho luôn thuốc vận mạch để hỗ trợ cái sức co bóp cơ tim. Thì sau khi bolus cái adrenaline thì sau đó huyết áp bệnh nhân dâng năng từ từ lên thì khi huyết áp lên được khoảng 14 tức là 140mm thủy ngân trên 90 thì lúc đó tôi tiến hành tiếp tục cho thuốc gây mê cho người bệnh. Khởi mê thì nói chung là tình trạng bệnh nhân tương đối ổn. Thì suốt trong quá trình gây mê thì bệnh nhân này được cho thuốc trợ tim liên tục. Tôi đặt đường truyền qua cái đường tiền chỉnh mạch trung tâm thì tôi cho thuốc trợ tim là adrenaline suốt trong quá trình phẫu thuật luôn. Cũng nhờ có chiến lược từ đầu thì trong suốt quá trình mổ là huyết áp tương đối ổn định, nhờ vậy mà cuộc mổ tương đối thành công tốt đẹp. Thì sau khi đã được phẫu thuật an toàn thì bác Khải được chăm sóc ở phòng hồi sức. 2 ngày sau đó thì chuyển lại khoa. Thì khi mà bác mổ xong, cái tình trạng chảy máu ổn định thì chúng tôi quyết định phải sử dụng lại ngay cái thuốc chống kích tập tiểu cầu để mình tránh cái tình trạng mà mình ngưng thuốc lâu quá đó, nó sẽ làm tắt cái stent động mạch vành của bác. Tuy nhiên nếu mà mình xài sớm quá có khi nó lại bị chảy máu sau mổ. Thì cái việc đó là chúng tôi phải rất là cân nhắc để làm sao an toàn cho người bệnh. Và may mắn là bác trải qua cái cuộc mổ không có biến chứng và thành công, và chúng tôi đã sử dụng lại các cái thuốc tim mạch cho bác một cách an toàn sau mổ. Ơi, chào chú Khải. Nay chú thấy khỏe nhiều chưa? Nay khỏe nhiều rồi chị ơi. Rồi tay nó bớt tê nhiều chưa? Bớt tê nhiều lắm rồi. Lưng còn đau ít không? Lưng thì cũng bớt đau nhiều rồi. Dạ, chân cẳng nhẹ ha. Chân cẳng hết đau rồi. Dạ, vết thương cũng ổn rồi ha. Rồi tới nay là mỹ mãn rồi đó. Mỹ mãn thì cũng phải chân thành phải cảm ơn bác sĩ. Dạ rồi. Trần Xuân Anh đã
vì tình thương miến thương mà bác sĩ cũng tận tình hết mức mà giúp đỡ tôi hai ca mổ, một ca mổ đốt xương sống cổ và đốt ca mổ ngang hông. Dạ. Đấy, mà hai ca mổ đều thành công tốt đẹp. Dạ. Mặc dù là bệnh của tim mạch của bác là thật là kinh khủng không? Và bệnh tim mạch cũng như bệnh tiểu đường rất là căng. Chân thành cảm ơn bác sĩ và tôi ghi ơn bác sĩ muôn đời. Dạ rồi, cảm ơn chú. Thì hôm nay là từ ngày mổ cho đến ngày nay là đúng 3 tuần. Thì tôi coi như là cơ thể tôi được bình phục hết đau đớn. Đấy, thì do bác sĩ Trần Xuân Anh đấy là ca mổ là ông mổ cho tôi đấy, thành công tốt đẹp đấy, là ngày mai là tôi xuất viện rồi xuất viện về với gia đình, coi như hết đau nhức và đi lại bình thường đấy. Tôi cũng phải chân thành cảm ơn bác sĩ Trần Xuân Anh đấy, là ban trình hình mà đã mổ cho tôi thành công tốt đẹp. Tôi hết lòng chân thành và ghi ơn. Rồi thứ hai là bác sĩ Kiều là trưởng ban tim mạch đấy, là ngài cũng đã chỉnh hình cho mọi mặt cho tôi để chuẩn bị trong những ca mổ cho đến ngày hôm nay là hoàn tất, là được mọi sự tốt đẹp. Thì tôi cũng phải chân thành cảm ơn ngài và tất cả bác sĩ, tất cả nhân viên trong khoa mạch này đã vì tình thương mến thương mà giúp tôi thành công tốt đẹp. Tôi chân thành cảm ơn. Cuối cùng thì xin gửi lời chúc mừng đến bệnh nhân Hoàng Hữu Khải. Bệnh nhân đã giải quyết bệnh tật một cách trọn vẹn, đã lấy lại được cái cuộc sống như bình thường. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn ekip gây mê hồi sức và trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã phối hợp một cách rất tuyệt vời với trung tâm chấn thương chỉnh hình để giúp bệnh nhân cải thiện triệu chứng, trở lại cuộc sống bình thường. Mong là chúng ta có thể hợp tác tốt hơn nữa và sẽ giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa trong tình trạng nặng như vậy. Xin cảm ơn.